Có mẹ nào đang băn khoăn không biết chọn mình tập uống nào cho con không? Nếu có thì đừng bỏ qua clip này nha. Giới thiệu với các mẹ, đây là chân ái của mình, bình Asta của Lichel đấy. Xem phản hồi sau khi mua và đánh giá của các mẹ đã sử dụng rồi, quá ưng nên mình đã đặt ngay một bộ cốc tập uống và bình ống hút về cho con nè. Lichel thì nổi tiếng về các sản phẩm cho các bé rồi phải không? Đây là một hàng của Nhật Bản được các mẹ Nhật rất tin dùng đấy nhé. Nhận hàng mà thích mê, màu sắc rất là dễ thương luôn. Bộ này còn có khả năng chống sặc cho con nên các mẹ có thể an tâm đó. Chưa kể là hàng của Nhật nên chất liệu được lựa chọn rất kỹ đó nha. Thân bình chất liệu bằng nhựa titan, nắp và tay cầm đều bằng nhựa PP, xoăn ống hút được làm từ silicon mềm. Đây đều là các chất liệu có khoảng nhiệt độ sử dụng rộng nên các mẹ có thể an tâm khi sử dụng các biện pháp khử trùng bình cho con nè. Và bình dành cho bé nên hoàn toàn không chứa PPI nha. Còn đây là cái bình ống hút của bé nè. Bình này thì mình có hai kiểu, một kiểu là hai tay cầm như thế này. Kiểu thứ hai là mình có thể tháo rời cái tay cầm ra và lắp cái vòng lại thì mình sẽ thành một cái bình nước xinh xinh như thế này. Trộm vía, bé nhà mình hợp tác chưa nè. Cũng vì bình có tay cầm vừa vặn với bàn tay nhỏ xíu của con nên thao tác cũng dễ hơn. Ống hút thì được thiết kế để hút lên một lượng vừa đủ, chống sặc cho con. Nhìn con uống ngon lành mới thấy lựa chọn của mình thật là đúng nè. Bình được thiết kế thì khá tối giản nên khâu vệ sinh cũng đơn giản không kém. Mẹ nào á nhà mà có máy tiệt trùng thì càng dễ dàng hơn, vì chỉ cần làm sạch và cho bình vào máy là xong rồi. Tất cả bình và phụ kiện đều được nhiệt độ cao nên rất an toàn khi sử dụng nhiệt trong quá trình vệ sinh. Ưu điểm thì quá nhiều, còn có một chút nhược điểm là bộ này có giá nhỉnh hơn so với các bộ khác. Tuy nhiên thì mình nghĩ là tiền nào của đó, mình an tâm khi lựa chọn cho con thì rất đáng để bỏ tiền ra đúng không nào? Mẹ nào ưng á thì sắm ngay cho con một bộ nha. Còn bây giờ thì bye bye.